Là thời gian không còn bao lâu nữa, cũng sắp tới giờ con tiện bước ra đi. Cha ơi, đây là ba nén hương. Thâm tình phụ tử nay đành chia cách hai đời. Con gọi hoài hai tiếng cha ơi, sao cha vẫn lặng thinh trong cổ quan tài. Cao xanh ơi, ông sắp bài chi phụ dân ở gia đình. Thôi còn chi đâu một kiếp phù sinh, kể từ nay gia đình diệt xa đi. Một chuyến đi đi mãi không về, nên đất này đây còn biết bao kỷ niệm. Còn hơi ấm thân quen, nhưng sau nay cha vĩnh viễn xa rời. Trước cổ áo quan cháu con lệ đổ hai hàng. Thôi thì đành xuôi theo mạng số, cầu mong cha nơi hiền cực lạc phiêu diêu. Cha ơi, chỉ còn có đêm nay thôi, rồi mãi đây cả gia đình sẽ tiễn cha xa đi mãi mãi. Là cháu con sẽ vĩnh viễn mất đi một người thân yêu quý ở trên đời. Cha ơi, rồi đây bên kia thế giới vô hình, cha sẽ không còn biết vui buồn hay hận. Dân bên cõi đời lắm chuyện trần ai. Cha ơi, con biết trước phút xa đi, cha còn biết bao điều muốn gửi lại. Cháu con ở lại thương nhau, cha ra đi mãi sẽ không quay về. Cha ơi, cha đi đường nào các con còn trong còn đợi, cho cha rẽ lối này là vĩnh biệt kể từ đây. Cha ơi, chỉ còn đêm nay thôi, rồi mai đây cả gia đình sẽ tiễn cha xa đi vĩnh viễn. Cha ơi, giờ ly biệt chỉ còn trong gang tấc, gạt lệ lòng con khóc tiếng. Con tạo cơ cầu ai nỡ khiến xuôi chi, đường đến mệt ngàn năm chia cách. Có gặp lại chắc chỉ còn trong giấc mộng, vì cha đã ra đi đi mãi không về.
giờ này cháu con chỉ dành khăn tan tranh, đứng cạnh quan tài khóc tiền cha đi, ngắm ngùi giây phút biệt ly, dương gian cháu con ở chung cư tiền cha đi. Trời xa mưa giông cho buồn lòng đứa con xa xứ, giông cố hương với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông. Đây yeah.
con vẫn chờ.